chào đón tất cả quý vị đến với lễ ra mắt TV QLED 8K đầu tiên trên thế giới ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, the Samsung has been the number one brand in the global TV market for 13 consecutive years. Chúng tôi luôn cam kết đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, tiên tiến nhất dựa trên những mong muốn của khách hàng cho ngày hôm nay và cho cả tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục là hãng Smart TV cung cấp kho nội dung 4K HDR lớn nhất Việt Nam. Today it is my honor to bring to you for a genuine and complete consumer experience. Trong TV năm nay mình thích có cái chế độ mới đấy là chế độ màn hình chờ đấy. Nó không tắt tối đen hẳn mà nó sẽ là có một cái hình nền để tạo lên cái cảm giác không gian ở phòng khách nó sang trọng hơn. Đây là mình đầu tiên mình thấy được cái TV QLED 8K lớn nhất của thế giới. Cái hình ảnh rất là sống động và màu sắc rất là thật. Là mình rất là tự hào và mình rất là vui sướng để sở hữu một vài sản phẩm TV 8K của Samsung mang lại cho mình một cảm giác rất là tuyệt vời về cả hình ảnh và cả âm thanh. Cái điều quan trọng nhất là Samsung tôi thấy đang rất nỗ lực để đưa những cái công nghệ mới nhất đến với người tiêu dùng. Đấy mới là cái điều quan trọng.